Chuyện à, bà cũng xin con về đi. Bà thức thương con về, bà không biết sao. Bà chỉ con mình con. Từ bữa giờ, qua giờ con đi bà không biết sao. Bà không sức sáng đi, bà không ngủ gì được chứ. Bà xin con về với bà đi. Đâu điện cho bà. Có ai bán con ở việc chuột thì điện cho bà với hai đi rước con. Rồi chị hãy nói một cái điều gì với lại bé đi chị. Nhưng hai xin con về với hai đi, nếu mà bà có gia đình có làm gì con buồn con về đây, hai hứa hai gì lo cho con về đi, vì cuộc sống của hai con là có hai đó. Rồi em xin phép chào hai anh chị. Hai anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Tôi là Nguyễn Thị Thu Ngân, tôi đến từ Đồng Nai. Còn anh trai? Còn em xin giới thiệu em là Nguyễn Văn Ngộ, đến từ Đồng Nai. Quê quán mình là ở Đồng Nai hả? Không, quê quán em ở dưới Tân Châu, An Giang. Mình lập nghiệp ở Đồng Nai đúng không? Lập ở Đồng Nai. Nghiệp ở Đồng Nai. Hôm nay hai anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Giúp đỡ cứu cứu con gái tôi bỏ nhà đi. Con gái chị họ tên là gì? Nguyễn Thị Thùy Duyên. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Bé sinh năm 2009. 2009 là mới 15 tuổi. 15 tuổi đang đi học. Tôi nghi là có một số bạn bè và dụ dỗ cháu đi. Bé là học lớp mấy đây? Lớp 9. Lớp 9. Lớp 9. Năm sau là chuyển cấp rồi đó. Chị là mẹ ruột hả? Chị là cô. À cô. Cô nhưng mà bé ở với tôi lo cho cha cháu. Tôi ở gần chung với ba nó. Ở lâu chưa chị? Mình ở cũng mười mấy năm ở Đồng Nai á. Ý là bé nhà mình ở với lại chị là mười mấy từ năm. Nhỏ tôi nuôi từ nhỏ đến lớn. Trời đất ơi, anh là ba hả? Dạ. Mấy chị em tôi sống chung với nhau. Chứ bà xã anh đâu? Bà xã lúc mà có bé được 1-2 tuổi là mẹ nó bà, thôi với nhau. À, tức là anh và vợ anh là chia tay. Dạ. Là sau đó là con nhà mình là về ở với chị luôn, ở với cô luôn ha. Ở với bà nội đó mà bà nội nó mất rồi. Bây dạ, giờ ở với cô nữa. Từ bé còn anh là không ở gần con hả? Có cũng ở đó đó mà tại em ở ở chung mà em chạy đi bán như em đi nửa tháng tuần gì em về một lần. Anh có gia đình mới chưa? Chưa hả? Con nhà mình là ở với chị, cái tính tình con nhà mình như thế nào? Tính tình nó cũng hiền ngoan lắm, mà có điều là tôi nghĩ là nó theo nghe lời bạn bè thôi. Chị là làm công việc gì? Em cũng đi mua bán. Mình có thời gian để quan tâm con không? Cũng có, cũng đôi lúc khuyên nhủ rồi cũng nghe lời, dạ thương ngoan ngoãn lắm. Chị là được mấy người con rồi? Dạ em không có con gì, em chỉ nuôi cháu em đó. À, mình có gia đình không, mình có chồng không? À, tôi có chồng nhưng mà không có con. À, nên xem bé như là con ruột. Dạ, luôn nuôi từ nhỏ nên tôi nghĩ như là con tôi. Cái tình trạng học lực của bé năm vừa rồi là có tốt không? Rất tốt, anh nó học cũng có giấy khen không ạ? 8-9 điểm đó. Cái tính tình là có ngoan ngoãn không? Ngoan hiền. Ngoan à? Trước giờ con nhà mình có bỏ đi như vậy bao giờ chưa? Có một lần là bỏ đi chơi từ sáng chiều rồi về thôi, chứ không có phải là đi tụ tập mà tầm bậy bạ vậy. Bé là thường thường có hay đi chơi không? Không. Bạn bè có hay đến nhà rủ dê không? Thì đôi lúc lâu lâu có một lần rủ, thì bạn bè đôi lúc nó đi học thì nó đi ngoài đường, chứ mà ở nhà về nhà rồi thì không có đi chơi. Bé nhà mình á, có hay xài điện thoại không? Có xài điện thoại. Xài nhiều không? Xài nhiều không chị? Cũng đôi lúc cho xài thì xài, chứ không có phải là xài. Tức là mình dạ. Mình kiểm soát được vấn đề dạ. Đó. Không phải là tại vì em đi bán ở xa, nhiều khi để cái điện thoại để có cái việc gì mình gọi về là điều thứ nhất, để quan tâm với lại kiểm soát. Nhưng không có gọi. Có thường thường là chị đi bán là sáng đi tối về hay là mấy ngày mới về rồi, là sáng đi chiều về. Sáng đi chiều về. Còn ông xã chị làm gì? Ông xã chị thì ông ở riêng, ông ở Sài Gòn. Ủa sao kỳ vậy? Là mình cũng thôi rồi hả? À, mình không phải là thôi, nhưng mình cũng qua lại, nhưng mà không có ở chung nhau tại anh đi làm xa đó. Cũng mỗi người mỗi nơi dạ. Ha. Ở Đồng Nai thì chỉ có hai cô cháu. Dạ, hai cô cháu với em với. Cái ngày cháu nhà mình đi là ngày cụ thể là ngày bao nhiêu? Hôm qua hả? Dạ, hôm qua 9 giờ sáng. Hôm qua là ngày 19. Hôm nay 20 rồi. Dạ. Đi là mang theo những thứ gì đi ạ?
Đi nó không có đem theo, chỉ có cầm cái điện thoại với mặc bộ đồ. Gia đình nhà mình đang nghi ngờ là con nhà mình đi đâu đây? Nó đi là em nghi ngờ đó, là nó đi sang Hoa Cam. Ôi trời đất ơi, sao lại sang Hoa Cam? Tại vì có nhỏ bạn đó, nó hồi lúc trước nó có nghe rủ á, là ở cái bữa hôm qua là em cũng có nghe, như thứ hai là em có nghe nó nhắn là đi làm ở bên gì đó. Trời đất ơi, nhỏ nào mình biết được nhỏ đấy tên gì không? Không, quê quán đâu không biết, nó tên Hằng thôi. Quê quán ở đâu cũng không biết nó nữa, tại vì nó ở Biên Hòa đó, nó cũng ở Biên Hòa khu đó đó. Nhưng mà nó nhắn tin qua điện thoại hả? Dạ, nó qua điện thoại, qua Facebook hay là tin nhắn? Bên Zalo. Zalo sao mà lại biết được Zalo con nhà mình? Tại vì con nhỏ đó là không biết làm sao mà nó quen mà ấy nữa. Mình đã gặp ở ngoài chưa? Em gặp nó ở rước mà em không thấy mặt, tại vì nó ở ngoài đường á. Em đi ra là em thấy chỉ cái lưng không à. Cái tin nhắn cụ thể là nhắn như thế nào? Nhắn là hỏi bên nhỏ kia, hỏi là xong rồi chưa, là nhỏ kia để gờ gờ không à, rồi xong rồi để lúc mà nhỏ gái là cái tin nhắn mà điện thoại nó tắt á, là bật lên là để là bấm bên. Sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an nơi mình tạm trú chưa? Có báo rồi đúng không? Và đi là khu vực quanh nhà mình có camera không? Có mà đi ra là chỉ thấy nó đi ra thôi, mà không thấy nó, tại vì đi ra tới đó là nó phất, không còn thấy nữa. Đi ra tới thấy tới đầu đường là thấy nó đi bằng áo đen, đi ra tới đó là phất hết trơn, là không còn thấy nữa. Bây giờ mình gọi điện cho con thì thuê bao hả? Thuê bao từ hôm qua giờ, từ lúc nó đi về. Trời đất ơi. Rồi cái lúc mà tối rồi nay là 6 giờ là nó có điện về, là nó nói ba con đi tới rồi. Mà xong con em mới nói là thôi con đi đâu á, con đâu, con điện cho ba đi rước con, hai rước con. Nó nói con bây giờ con đang bên ca đi qua Cam rồi. Là vừa đang nói xong là một hơi là có tắt ngang cái, một là để thì sao là không còn điện. Nó gọi điện về là gọi điện số nào, số điện không có điện số, nó chỉ điện cái Zalo không à. Số em điện lại không được. Zalo hả? Cái số mà của nó đang xài là đăng ký lại mua cho nó, lại mới cũng đưa cho nó xài hôm qua luôn. Là đi lúc mấy giờ là bắt đầu điện về cho anh? Nó đi từ lúc 9 giờ là tới 9 giờ 6 sáng hả? 9 giờ sáng tới 6 giờ tối nó mới điện lại cho em, là nó nói vậy đó. Rồi xong nó đang vừa nói mấy câu rồi cỡ chừng 5-10 phút gì đó là nó bị tắt ngang một cái mọc, rồi xong buồn đảo vì sao là không được nữa, là thuê bao luôn. Mà tới giờ phút này thì bản thân anh là người cha thì anh đang nghi ngờ rằng là có khả năng là con nhà mình bị lừa bán qua đấy hả? Dạ đúng rồi. Em sợ là lừa bán qua đó. Tại cái lúc mà điện cho em á là em đang coi ấy, là thấy bé đang ở trong như cái nhà nghỉ hay cái khách sạn vậy đó. Cái này trường hợp Hoa Cam này, cái này cũng chưa có gì để mà chắc chắn được. Mình sợ rằng là bé có thể là bị bạn bè hoặc cái người phụ nữ tên Hằng đó dụ dỗ, có thể là lừa bán vào những cái nơi mà làm việc nhạy cảm. Dạ. Gia đình nhà mình hôm qua giờ chắc cũng đi tìm khắp nơi hả? Dạ, đi tìm mà giờ tìm, cũng biết tìm đâu. Tìm với nhà rồi. Cũng nhờ người thân bạn bè không biết ta theo cửa khẩu rồi đó. Cũng nhờ nói giùm coi có cháu, thấy cháu dữ vậy lại giùm. Trước đó mình có la dày gì bé không? Không. Mấy ngày nay mình có la dày chửi mắng gì không? Không luôn. Cô có, chị có la dày không? Không la dày đúng không? Ừ. Cái thời gian gần đây có thấy biểu hiện bé bất thường không? Có, là có, nó tụ tập theo cái con bé tên Hằng đó, là hay thường xuyên tới lui để chở nó đi chơi. Tại sao mình thấy mình nghi ngờ đó, sao mình nhưng mà chấm dứt luôn? Nhưng mà mình không có biết là có dụ dỗ hay không, tại vì cái điện thoại mình không có coi được, nó gửi tin nhắn là nó có dấu, nó có mã sơ, nó khóa màn hình. Mình có mật khẩu đúng không? Rồi không có coi được là điều thứ nhất. Mà thường xuyên là cái thằng em á, nhỏ đó, kế bên nó biết nghe và kể lại cho mình nghe. Mình thấy người tên Hằng đó là hay đến nhà chở bé đi lắm hả? Dạ. Tại sao mình không chấm dứt cái quan hệ đó ngay từ đầu đi, mình phát hiện mình mà nghi ngờ rồi. Đâu có, em chấm dứt rồi xong đã, em đã thấy đó, là em đã cấm rồi. Em xong qua cái bữa thứ hai là em có nghe là chiếc xe đến, chiếc xe hơi màu trắng đó là để là rước bé, là em mới hỏi lại, lúc đó bé đang ngủ, là cái điện thoại nó mới ấy, em mới bóc lên mà bị khóa mật khẩu rồi. Em mới hỏi, chờ nó thức dậy em mới hỏi là ai điện cho con mà đi qua cửa khẩu này kìa, con đi qua đó ha, con muốn bị bán qua Campuchia hay Trung Quốc con muốn không,
ba gỡ thấy trên mạng hoài con không biết hả? Con không sợ gì. Cái nó nói là con gái em là nó không có. Con gái em nói là không có. Cái em mới chờ một chút xíu nó ngủ vậy á. Em mới kêu thôi mày rút cái sim ra đưa lại cho ba. Thì cái em mới lấy cái sim mới mua mà đăng ký của tên nó đó. À. Em nói thôi vậy nè, cái sim ba mới mua hôm qua hôm kia đó, đăng ký của con ba đưa cho con xài đi. Là không ngờ là sáng là ở đầu em cũng nghi nữa, cái tối em lấy căn cước lại luôn. Em biết em nghĩ là chỉ lấy căn cước lấy giữ hết trong tất cả là nó đâu còn đi được. Bắt đầu cái em cũng sáng em thường thường đi bán là 3 giờ em đi rồi, mà tại vì bữa đó em cũng nghi cái câu chờ cái tới 8 giờ mà 8 giờ rưỡi em mới đi bán thì 8 giờ rưỡi quay ngang là 9 giờ là nó đi. Vậy là có thể là cái người phụ nữ kia đã lên kế hoạch sẵn cho con nhà mình rồi. Sắp xếp tất cả mọi thứ để con nhà mình trước khi đi. Là sáng con bé đi là cái tối đó là có cái điện thoại nhắn là sáng mai có chiếc xe mà hơi màu trắng qua rước. Trời đất ơi. Leo là dặn là đi lại đó thấy chiếc xe đó là lên chiếc xe đó. Vậy là mình đã báo công an và mình cung cấp hết cái thông tin rồi đúng không ạ? Dạ. Tới giờ phút này là hai anh chị rất lo lắng về cái tình trạng của bé. Dạ. Anh hãy nói một cái điều gì đó với con của anh đi, hy vọng con của anh xem được video này sớm quay trở về. Anh nói đi. Gọi tên con ra, gọi tên con ra nói đi. Diện à, bà cũng xin con về đi, bà thích thương con về, bà không biết sao. Bà chỉ con mình con. Từ bữa qua giờ con đi bà không biết sao, bà sức sáng đêm bà không ngủ gì được chứ. Bà xin con về chứ bà đi. Đầu điện cho bà, ai bán con diệt chuột thì điện cho bà với hai đứa rước con. Rồi chị hãy nói một cái điều gì với lại bé đi chị. Duyên à, hai sinh con về với hai đi. Nếu mà bà coi như gia đình có làm gì con buồn, con về đây hai hứa hai gì lo cho con. Con về đi vì cuộc sống của hai con là có hai đó. Ủa thật sự. Hy vọng con gái xem được video này thấy cô của con cũng như cha của con về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm con. Thì con đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì bản thân con là mới 15 tuổi. Con quá nhỏ. Con chưa biết gì bên ngoài xã hội hết, chưa từng va vấp mà bây giờ con nghe theo người ta con bỏ nhà đi thật sự. Gia đình cũng như là các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải và tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đang rất lo lắng cho con, lo về sự an toàn của con. Nên mà mong rằng con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về. Nếu tới giờ phút này mà cái người phụ nữ kia hoặc là đối tượng nào mà không cho con về thì con hãy thật bình tĩnh, con gửi cái vị trí cũng như là con liên lạc về số của các chú theo số điện thoại 0913785858 thì các chú sẽ có mặt ngay lập tức để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Còn đối tượng nào hiện tại mà đang giữ bé, khống chế bé, không cho bé về, đã và đang có ý đồ xấu với bé, thậm chí là bắt ép bé làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật, thì hãy thả bé về nếu không muốn dính líu tới pháp luật. Còn nếu cố tình ngoan cố mà ép buộc bé hoặc là khống chế bé thì chắc chắn rằng là cái khung hình phạt sẽ rất là lớn, có thể là rất nhiều năm bóc lịch. Bây giờ gia đình nhà mình cho cơ hội những cái người mà đang giữ bé, chữa chấp bé hoặc là khống chế không cho bé về là cho cơ hội là mấy ngày? Cho cơ hội 3 ngày. 3 ngày nhiều quá. 2 ngày. 2 ngày. Ngày hôm nay và ngày mai. Dạ. Nếu không đưa con nhà mình về. Khi anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải mà tìm được thì mong rằng gia đình anh em sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền, thì gia đình nhà mình là không có tha thứ nha. Dạ. Còn nếu mà hôm nay và ngày mai mà đưa về thì gia đình nhà mình hoan hỉ bỏ qua với điều kiện là chưa làm tổn thương tới con nhà mình nhé. Bởi vì bé năm nay mới 15 tuổi, là trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Những ai chứa chấp hoặc là đưa đi mà làm một cái điều gì với bé chắc chắn rằng là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hết. Và đặc biệt rằng là cái mức án rất là cao ấy. Nên gia đình nhà mình em mong rằng khi con về thì phải quan tâm con nhiều hơn và quản lý con, dạy dỗ con một cách là đúng mức hơn nhá. Yeah. Mình em biết rằng là công việc thì tất cả mọi người đi làm là đều phục vụ cho gia đình mà, nhưng mà mong rằng thì mình cũng bỏ bớt chút một cái thời gian để mình quan tâm các con ha. Rồi cái sự việc của anh chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con nhà mình. Thì anh chị có đồng ý cho anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái nhà mình về không? À, đồng ý.
Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sớm tìm được cái thông tin để đưa bé quay trở về nhà đoàn tụ với gia đình là một cách an toàn nhất. Em không biết nói gì hơn thì cuối video này chúc cho anh chị là thật nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là ngày nay hoặc ngày mai thì con gái nhà mình sẽ sớm quay trở về. Dạ. Anh chị nhà mình có điều nào chia sẻ không? Dạ, em cũng xin nhờ các anh chị xem cộng đồng mạng của anh Nguyễn Thanh Hải, nhờ chia sẻ giùm để tìm ra giùm con gái tôi giùm. Ngàn lần cảm ơn. Đặc biệt là sắp tới này, sắp hết nghỉ hè, nghỉ hè tháng 9 là phải đi học lại thôi. Nhưng mà rất lo lắng. Mà không biết bé bây giờ là bé chưa bao giờ đi xa nhà như vậy bao giờ đúng không? Không, nó đi từ mình, nó đi cao lắm là nó đi cả chừng 1 tiếng, 2 tiếng là nó về nhà. Rất sợ. Bởi vì bé thật sự là rất thương bé nhà mình. Bởi vì bé nhà mình là sinh ra nhưng mà lại thiếu thốn đi cái tình cảm của người mẹ. May mắn là cũng có người cô thì không có con thì cô cũng dành cái tình cảm như mẹ cho con rồi đúng không ạ? Có cha cũng có tình cảm của cha đấy, nhưng mà cha cũng vì cuộc sống mưu sinh cũng không được gần gũi con cho lắm ha. Rồi thì xin phép chào anh chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.